Chào bà con nông dân và các bạn. Được chính quyền địa phương vận động, gia đình anh Nguyễn Trung Tuyến và chị Hà Thị Thạch ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch đã phá bỏ lò gạch thủ công để chuyển sang chăn nuôi bò sữa. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm chỉ sau 4 năm, đàn bò sữa 4 con của gia đình anh chị đã phát triển lên 10 con. Mỗi tháng cho anh chị thu lãi 20 triệu đồng từ việc bán sữa. Nhận thấy chăn nuôi bò sữa phát triển ở các xã lân cận như Thái Hòa, Bắc Bình, anh chị đã bàn bạc và quyết định đầu tư gần 300 triệu đồng để mua 4 con bò sữa. Để đàn bò phát triển khỏe mạnh và cho sữa ổn định, anh chị đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những người chăn nuôi đi trước và tích cực tham gia các lớp tập huấn về thụ tinh nhân tạo bò và chăn nuôi bò sữa do Hợp tác xã Bò Sữa Thái Hòa tổ chức. Anh chị cho biết việc nuôi bò không khó nhưng đòi hỏi phải cho bò ăn uống đủ chất, tắm rửa thường xuyên, chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ và thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Chính vì vậy, đàn bò của anh không ngừng phát triển khỏe mạnh, cho sữa đều mà còn tăng cả về số lượng. Từ 4 con bò sữa ban đầu, đến nay anh chị đang có 5 con bò cho sữa, 3 con bò giò và 2 con bê. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, gia đình anh Tuyến thu lãi khoảng 20 triệu đồng tiền sữa. Anh Tuyến mong muốn thành lập được câu lạc bộ hoặc hợp tác xã chăn nuôi bò sữa ở xã Liên Hòa để những người chăn nuôi bò sữa có thêm cơ hội cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, từ đó góp phần đưa chăn nuôi bò sữa trở thành một nghề ổn định cho thu nhập cao ở địa phương. Ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, nhiều hộ gia đình đã xây dựng hầm khí biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, giữ cho đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Mời bà con và các bạn cùng đến thăm khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường của gia đình anh Nguyễn Quang Linh ở thôn Thành Công qua những hình ảnh sau đây. Năm 2012, anh Linh đầu tư hơn 250 triệu xây khu chuồng trại trong diện tích đất vườn để nuôi trên 100 con lợn bột và hơn 10 con lợn nái. Theo anh Linh, chăn nuôi lợn cần được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật khắt khe để đạt chất lượng tốt. Lợn đến kỳ xuất chuồng phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chăn nuôi lợn quy mô lớn, chuồng trại phải sạch sẽ thoáng mát. Mỗi con lợn từ khi bắt đầu nuôi phải được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh. Trung bình mỗi tháng, anh lại khử trùng một lần toàn bộ khu chuồng trại để bảo đảm cho môi trường xung quanh luôn được vệ sinh, sạch mầm bệnh. Nguồn thức ăn phải bảo đảm chất dinh dưỡng để lợn chóng lớn. Anh Linh cũng đã đầu tư xây dựng hầm khí sinh học biogas để xử lý nguồn chất thải chăn nuôi, vừa hợp vệ sinh, vừa tạo chất đốt phục vụ sinh hoạt. Với lòng quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, gia đình anh Linh đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp. Mỗi năm bình quân anh xuất 8 lứa lợn, trừ chi phí, anh cũng thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng. Trái Phật thủ, một loại quả tâm linh để bày trên mâm ngũ quả ngày Tết đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Những ngày giáp Tết, các nhà vườn trồng Phật thủ trong tỉnh đang bắt đầu vào vụ thu hoạch để cung cấp ra thị trường. Với mức giá trên dưới 100.000 đồng một quả, trái Phật thủ đã mang đến cho nhiều nhà vườn niềm vui về một cái Tết no ấm sum vầy. Phần cuối mục Nhà Nông Làm Giàu hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến thăm một vườn Phật thủ ở huyện Vĩnh Tường để chia sẻ niềm vui với những người nông dân nơi đây. Đến thăm vườn Phật thủ của gia đình chị Nguyễn Phương Mai và anh Lê Văn Tranh, thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang, với quy mô gần 1 hecta, hơn 500 gốc cây Phật thủ. Mặc dù mới trồng được hơn 2 năm nhưng đã cho thu hoạch với hiệu quả kinh tế cao. Chị Mai cho biết cây Phật thủ mỗi năm ra từ 3 đến 4 đợt quả. Mỗi cây, mỗi đợt thu hái từ 20 đến 30 quả. Mỗi năm mỗi cây cho thu hoạch trên dưới 100 quả. Giá bán trung bình cũng gần 100.000 đồng một quả Phật thủ. Đặc biệt trong dịp Tết này, gia đình anh chị dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn quả Phật thủ. Nói chung cái này bây giờ dân là người ta họ biết nhiều và họ dùng cái này nhiều vì là đa số với họ và không mua hoa quả của Trung Tàu. Là đa số người ta mua cái quả để thờ, tại vì quả này là bàn tay Phật, ý nghĩa là bàn tay Phật, là bàn tay Phật che chở cho con người, đâm ra là bây người dân rất là chuộng cái này, khắp các nơi kể cả họ đem vào tận trong Sài Gòn. Thường thì mình làm nó ra quả, những ngày thường là mình thu hoạch mình được tiền để thuê công nhân mua phân ra để chăm một vườn, còn đa số là mình lái cho nó ra quả cái dịp Tết nó nhiều nó sai là mình bán nó được một nỗ. Nói về cách chăm sóc, anh Tranh cho biết cây Phật thủ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, mỗi năm chỉ cần bón 2 đến 3 lần phân gia súc gia cầm, được ủ hoai mục, bổ sung lượng đạm, lân, kali vừa đủ. Vào mùa mưa, phun thuốc phòng chống bệnh rỉ sắt lá và bệnh sương muối chống héo quả vào mùa đông thì cây sẽ cho quả đảm bảo. Đây là loại cây tâm linh, màu sắc, mùi thơm của quả có thể kéo dài 2 đến 3 tháng. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ rất lớn. Hiệu quả từ trồng cây Phật thủ đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân thị trấn Thổ Tang.
Qua quá trình mà các anh chị thì cũng là thực tế gia đình là cũng là bươn trải buôn bán là cũng là tương đối là thời gian dài, nhưng sau đó lại quyết chọn về cái mô hình về trồng cây Phật thủ này ở địa phương. Thứ nhất là nó một giống cây mới, một cái nhu cầu của bà con hàng năm đối với việc tâm linh thì nó là cũng là mỗi ngày nó một có cái nhu cầu cao. Thế trồng cái này nó là rất là hợp lý, có thể là nâng lại hiệu quả kinh tế cho gia đình là cũng là có lên cao hơn, và đồng thời cũng có thể tạo thêm một số cái công ăn việc làm cho một số hộ xung quanh hoặc là công nhân bên ngoài, bởi vì đã làm cái này bắt buộc nó phải thuê mượn người mà làm được mới chăm sóc được. Đây thực tế là một cái mô hình có hiệu quả. Với vườn Phật thủ hàng chục nghìn quả đủ các loại của gia đình chị Mai ở thị trấn Thổ Tang, nếu quả Phật thủ vẫn duy trì mức giá trên dưới 100.000 đồng một quả, Tết này sẽ đem đến niềm vui đối với gia đình chị Mai cũng như các nhà vườn Phật thủ khác trên địa bàn tỉnh.